Thi Nhung và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt TV Canada và ngay sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Thưa quý vị, tin từ Toronto cho hay trong tối hôm thứ Tư ngày 31 tháng Giêng, người ta có thể ngắm trăng màu xanh cùng với thời điểm trăng tròn và nguyệt thực. Đây là lần đầu tiên trong 35 năm qua trên thế giới có thể thấy trăng huyết xanh. Những nơi có thể ngắm trăng huyết xanh hoàn toàn nhất trong đêm thứ Tư là vùng Hawaii, Alaska, cũng như những vùng Yukon của Canada, Úc Đại Lợi và Á Châu. Những vùng không nhìn được trăng huyết xanh là vùng miền đông Hoa Kỳ, Âu Châu và phần lớn Nam Mỹ và Phi Châu. Kỳ trăng tròn thứ nhì trong tháng Giêng là trăng xanh và cũng là lúc trăng sáng nhất, cộng thêm nguyệt thực nên trăng có màu đỏ huyết. Cơ quan hàng không Hoa Kỳ NASA cho biết đây là lần đầu tiên có siêu trăng huyết xanh kể từ năm 1982 cho đến nay. Nếu người ta không có dịp ngắm trăng huyết xanh vào hôm thứ Tư thì phải chờ cho đến năm 2037 mới có dịp ngắm lại trăng huyết xanh này. Thưa quý vị, hệ thống tiệm pizza Dr. Oetker di chuyển từ tỉnh bang New Brunswick lên tỉnh bang Ontario, Renfrew, New Brunswick. Trong hôm thứ Ba ngày 30 tháng Giêng, cư dân trong thành phố Renfrew thuộc tỉnh bang New Brunswick đã giận dữ khi biết tin là hệ thống tiệm pizza Dr. Oetker đã đóng cửa cơ xưởng làm pizza trong thành phố và di chuyển sang tỉnh bang Ontario. Việc di chuyển này sẽ làm mất đi 180 công ăn việc làm trong thành phố. Ông Marcel Deschenes, thị trưởng của thành phố Renfrew cho biết việc di chuyển này trong ngày thứ Ba và tin tức này như một cái tát vào mặt. Phát ngôn viên của công ty làm pizza Dr. Oetker cho biết cơ xưởng làm pizza ở thành phố Renfrew sẽ đóng cửa vào tháng 5 năm nay và công ty này sẽ bỏ ra 4 triệu Mỹ Kim cho việc huấn luyện cho những người bị mất việc, cũng như cung cấp những tài trợ cho những nhân viên sẽ bị mất việc. Cũng theo phát ngôn viên của công ty Oetker, thì 70% những công việc ở cơ xưởng Renfrew sẽ chuyển lên thành phố London ở tỉnh bang Ontario và 30% số công việc sẽ chuyển sang cơ xưởng ở thành phố Troy thuộc tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ. Công ty làm pizza Dr. Oetker có trụ sở chính ở Đức Quốc đã nhận cơ xưởng làm pizza ở tỉnh bang New Brunswick qua sự trao đổi với công ty McCann Foods vào tháng 8 năm 2014. Công ty làm pizza Dr. Oetker có số thương vụ lên đến 3 tỷ Mỹ Kim trong năm 2016. Thưa quý vị, những kẻ cướp ngân hàng bị bắt khi chúng ngừng lại mua cà phê Tom Hortons. Tin từ Bush Touch New Brunswick, theo những tin tức loan báo vào hôm thứ Ba ngày 30 tháng Giêng, thì hai kẻ cướp ngân hàng đã bị cảnh sát bắt giữ khi chúng dừng lại trên đường tẩu thoát để mua cà phê. Vụ cướp ngân hàng xảy ra thị trấn Bush Touch, tỉnh bang New Brunswick trong hôm thứ Ba. Hai tên cướp ngân hàng gồm một người đàn ông và một phụ nữ trên đường tẩu thoát đã ghé lại tiệm cà phê Tim Hortons Drive-In để mua cà phê. Hai tên cướp này không ngờ là cảnh sát đã biết và theo dõi. Theo những nhân chứng thì có ít nhất 6 xe cảnh sát chạy đến bao vây trước khi những tên cướp này có thời giờ mua cà phê. Các nhân viên ngân hàng Royal, ngân hàng bị cướp, đã thông báo với cảnh sát và cho chi tiết về chiếc xe. Một cảnh sát RCMP lái xe trên xa lộ 11, trông thấy chiếc xe này giống như các nhân chứng đã mô tả qua hệ thống điện thoại, đã quay ngược xe chạy theo chiếc xe tình nghi. Thêm những xe cảnh sát khác cũng đã được phái tới. Theo Sở Cảnh sát Hoàng gia RCMP, thì hàng ngàn đô la tiền bị cướp đã được thu hồi lại. Hai nghi can là một người đàn ông 24 tuổi và một phụ nữ 26 tuổi, cả hai đều ở thành phố Moncton, đã bị bắt giữ. Thưa quý vị, cần sa sẽ được bán ở 9 tiệm bán rượu trong tỉnh bang Nova Scotia. Tin từ Halifax cho biết, trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ Ba 30 tháng Giêng ở thành phố Halifax, ông Mark Furey, Bộ trưởng Tư pháp của tỉnh bang Nova Scotia cho biết là khi cần sa được hợp thức hóa ở Canada thì sẽ có 9 cửa tiệm bán rượu ở tỉnh bang Nova Scotia sẽ kiêm nhiệm thêm việc bán cần sa. Cư dân trong tỉnh bang Nova Scotia sẽ chỉ được mua cần sa hợp pháp tại 9 tiệm bán rượu ở rải rác trong tỉnh bang. Những cư dân ở xa 9 tiệm bán rượu kiêm việc bán cần sa này có thể đặt mua qua đường Internet. Những người muốn mua cần sa phải đủ 19 tuổi. Người ta có thể mang trong người một số lượng cần sa không quá 30 grams và một tư gia có thể trồng tối đa là 4 cây cần sa trong nhà. Và sau đây là danh sách 9 cửa tiệm bán rượu và cần sa ở tỉnh bang Nova Scotia. Có 2 tiệm ở thành phố Halifax, 1 tiệm ở thành phố Dartmouth ở bên cạnh thành phố Halifax
và những tiệm còn lại ở nhiều thành phố khác nhau trong tỉnh bang Nova Scotia. Thưa quý vị, nền kinh tế Canada có thể giảm bước tiến trong năm 2018. Tin từ Ottawa, theo nhận định của các nhà kinh tế, thì nền kinh tế của Canada đã phát triển mạnh trong năm 2017, tuy nhiên có thể sẽ sút giảm mức tiến trong năm nay. Theo những tiên đoán, thì mức gia tăng sản lượng nội địa GDP của Canada trong tháng 11 năm ngoái sẽ được công bố ở mức 0,4%, thấp hơn những ước lượng của các kinh tế gia của ngân hàng Royal. Các kinh tế gia tiên đoán là mức gia tăng GDP của Canada trong tài khóa thứ tư của năm ngoái sẽ ở mức 2% và không lên đến mức 3% như mức gia tăng trong 6 tháng đầu năm ngoái. Những lý do cho sự sút giảm này một phần liên quan đến việc ông Trump đang đe dọa sẽ hủy bỏ thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ, NAFTA, đã khiến những thương gia, những chủ nhân các công ty ngần ngại không chịu bỏ thêm tiền để bành trướng những cơ sở hoạt động trong những tháng qua. Kỹ nghệ địa ốc tại Canada có thể suy giảm. Tin từ Ottawa cho biết trong hôm thứ Ba ngày 30 tháng 1, cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà liên bang CMHC, thì thị trường địa ốc Canada vẫn có những nguy cơ bị suy giảm, chưa bền vững, liên tiếp trong vòng 6 tam cá nguyệt vừa qua. Các kinh tế gia cũng cho rằng giá nhà ở hai vùng đại thủ phủ Toronto và Vancouver vẫn quá cao. Trong vòng 3 tháng qua, giá nhà ở các thành phố Toronto, Vancouver, Hamilton và Victoria đã quá cao và có thể sẽ suy giảm. Theo ông Bob Dogan, kinh tế gia của cơ quan CMHC, thì có những lo ngại khi số nhà cửa đang xây cất ở các thành phố Calgary, Edmonton, Saskatchewan và Regina vẫn tiếp tục gia tăng, khiến cho số nhà chưa bán được và số căn chung cư không có người mướn gia tăng ở các thành phố này. Các chuyên gia kinh tế của cơ quan CMHC tiếp tục cho là giá nhà ở vùng thủ phủ Toronto đã quá cao hơn giá trị thực sự. Trong vòng chưa đến 30 ngày, chính quyền tỉnh bang Ontario đã phải trả gần 1 triệu Canada tiền mua thuốc có toa bác sĩ cho những người dưới 25 tuổi. Thưa quý vị, trong vòng 29 ngày đầu năm nay, chính quyền tỉnh bang Ontario đã phải chi ra gần 1 triệu đô la để trả tiền thuốc mua có toa bác sĩ cho những người dưới 25 tuổi. Như chúng ta đã biết, chính quyền đảng tự do của bà thủ hiến Kathleen Wynne đã cho những người trẻ dưới 25 tuổi có toa mua thuốc của bác sĩ được quyền đến các dược phòng lấy thuốc miễn phí bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm nay. Trong vòng chưa đến một tháng kể từ khi việc mua thuốc có toa miễn phí có hiệu lực, chính quyền tỉnh bang Ontario đã cho ra 950.000 Canada. Những người trẻ muốn thuốc có toa miễn phí chỉ cần mang theo toa thuốc của bác sĩ và thẻ bảo hiểm y tế OHIP. Có đến 4.400 loại thuốc mà những người trẻ có thể mua miễn phí ở tỉnh bang Ontario, bao gồm những loại thuốc xuyễn, thuốc chữa bệnh tâm thần, thuốc chữa bệnh tiểu đường, thuốc ngừa thai và thuốc trụ sinh. Cảnh sát ăn bánh có cần sa khi thi hành nhiệm vụ. Tin từ Toronto cho biết, theo những tin tức loan báo vào hôm thứ Ba ngày 30 tháng Giêng, thì hai cảnh sát viên của Sở Cảnh sát thành phố Toronto đã bị tạm ngưng nhiệm vụ sau khi đã ăn bánh có cần sa trong khi thi hành nhiệm vụ. Theo cảnh sát viên Mark Pugash, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát thành phố Toronto, thì hai người cảnh sát bị tạm ngưng chức này đang bị điều tra nhưng không nói rõ nguyên do. Tuy nhiên, theo những nguồn tin thân cận, thì hai người cảnh sát này đã ăn bánh có cần sa và một trong hai người cảnh sát này đã đụng đầu vào một cây bên đường, khiến cho người cảnh sát còn lại phải kêu cầu cứu. Cũng theo những nguồn tin thông thạo, thì hai người cảnh sát này là các cảnh sát viên Vito Dominelli và Jamio. Người ta không hiểu hai người cảnh sát này đã lấy những bánh có cần sa ở đâu. Tuy nhiên, nguồn tin cho rằng họ đã đánh cắp khi lục soát những tiệm cần sa ở thành phố Toronto trước đó. Thưa quý vị, gần 4.000 con heo bị chết cháy, tin từ Jarvis. Theo những tin tức loan báo vào hôm thứ Ba ngày 30 tháng Giêng, thì một đám cháy đã diễn ra ở một nông trại trong sáng sớm hôm thứ Hai tại thành phố Jarvis, tỉnh bang Ontario. Đám cháy diễn ra vào lúc 1 giờ sáng hôm thứ Hai. Theo phát ngôn viên của Sở Cứu Hỏa, thì trong khi các nhân viên cứu hỏa đến chữa cháy, một đám cháy khác đã diễn ra ở một nông trại gần đấy. Cả hai nông trại đều bị lửa thiêu hủy và đã làm cho gần 4.000 con heo nuôi trong hai nông trại này bị chết cháy. Nguyên nhân của hai đám cháy đang trong vòng điều tra của các cơ quan an ninh. Thành phố Jarvis nằm cách thành phố Toronto 120 cây số về hướng Tây Nam và ở gần thành phố Hamilton.
Thưa quý vị, đảng bảo thủ cấp tiến tỉnh bang Ontario sẽ bầu một tân thủ lĩnh. Tin từ Toronto cho biết sau khi ông thủ lãnh Patrick Brown đột ngột từ chức vì những lời tố cáo xâm phạm tình dục từ hai phụ nữ. Hội đồng điều hành đảng bảo thủ cấp tiến tỉnh bang Ontario đã họp khẩn vào thứ Sáu ngày 26 tháng Giêng để bầu ra một thủ lãnh tạm thời. Nghị viên Vic Fedeli đã được bầu làm thủ lãnh tạm thời. Hội đồng điều hành đảng PC cho biết các đảng viên sẽ đi bầu một tân đảng trưởng vào cuối tháng 3 năm nay, chuẩn bị cho cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario sẽ diễn ra trong tháng 6. Hội đồng điều hành đảng bảo thủ cấp tiến tỉnh bang Ontario chưa ấn định ngày bầu lại thủ lãnh, trong khi thời gian tranh cử cho nghị viện tỉnh bang lại cận kề. Tân thủ lãnh tạm thời, nghị viên Fedeli cho biết, ông cũng sẽ ra tranh cử chức thủ lãnh thường trực vào tháng 3. Nhưng sau đó, trong ngày thứ 3, người thủ lãnh tạm thời của đảng PC cho biết rằng ông ta sẽ không ra tranh cử chức thủ lãnh, mà chú tâm vào việc cải tổ lại đảng PC mà ông Fedeli cho là đang có nhiều xáo trộn. Ngay trong hôm thứ Ba, có tin là nghị viên Dufford của Hội đồng thành phố Toronto đã tuyên bố ra tranh chức thủ lãnh đảng bảo thủ cấp tiến. Ngoài ra, cũng có nhiều ứng cử viên khác có thể ra tranh cử như cô Caroline Mulroney, con gái của cựu thủ tướng Mulroney, và bà Christine Elliott, nguyên là nghị viên tỉnh bang, là vợ của cố tổng trưởng tài chánh Jim Flaherty. Bà Elliott đã ra tranh chức thủ lãnh của đảng bảo thủ cấp tiến tỉnh bang Ontario vào năm 2015, tuy nhiên đã thua phiếu người được bầu là ông Patrick Brown. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin của VietTV Canada. Chúng tôi sẽ trở lại với các bản tin liên quan đến Việt Nam và thế giới sau một vài thông tin thương mại.